Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Chromebook. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022. Đoàn phát động quần chúng 406 huyện ủy Chromebook phát động tuyên truyền tại xã Chư Né. Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện Chromebook tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 khóa 12 năm 2022. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tập huấn công tác mặt trận. Đoàn xã Bưng Đờ Rang tổ chức giao lưu bóng đá thanh thiếu niên hè 2022. Sau đây là nội dung của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 5 tháng 8, Ủy ban dân huyện Chromebook tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự và chỉ đạo tại hội nghị có đồng chí Hoàng Kiên Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân huyện Chromebook đã ban hành 46 văn bản để chỉ đạo điều hành công tác cải cách hành chính. Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch năm tính đến nay đạt 50%. Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên đăng tải các nội dung trên trang thông tin điện tử của huyện, công tác cải cách thể chế thường xuyên được quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm, bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân huyện đã tiếp nhận 1.105 hồ sơ, đã trả kết quả đúng hạn 1.104 hồ sơ, một hồ sơ trễ hẹn. Bộ phận một cửa cấp xã tiếp nhận 9.604 hồ sơ, 100% đã hoàn trả kết quả đúng hẹn. Song song với đó, công tác cải cách bộ máy và xây dựng chính quyền, công tác cải cách tài chính và hiện đại hóa hành chính cũng được phát huy tối đa hiệu quả. 100% các phòng ban, cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân dân các xã đã triển khai hệ thống quản lý văn bản điều hành trên máy tính, giúp giảm thời gian và quy trình giải quyết công việc. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Kiên Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận những kết quả đạt được. Đồng chí chỉ đạo các trưởng phòng ban, cơ quan, đơn vị kịp thời khắc phục hạn chế, tìm giải pháp nâng cao hiệu quả kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của huyện. Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường giao lưu học hỏi với các đơn vị trên địa bàn tỉnh, khuyến khích người dân thực hiện ứng dụng mức độ cải cách hành chính công ở mức độ 3, tiến tới mức độ 4 trong thời gian tới. Trong 2 ngày 8 và 9 tháng 8, Đoàn phát động quần chúng 406 của huyện ủy đã có buổi tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tại các thôn buôn, xã Cư Né có công trình dự án của huyện đã và đang triển khai trên địa bàn. Sáng ngày 8 tháng 8, Đoàn phát động 406 của huyện ủy Chromebook đã tổ chức tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tại Buôn Rô 2, xã Chư Né. Dự buổi phát động có đồng chí Phạm Đăng Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đồng chí Phan Hoàng Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Tại buổi phát động, thành viên Đoàn 406 đã tuyên truyền tới bà con nhân dân Buôn Rô 2 các nội dung chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của địa phương về thu hồi đất khi thực hiện dự án, qua đó giúp người dân hiểu đúng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, quyền lợi của mình khi dự án được thực hiện. Đại diện quần chúng nhân dân cũng đã phát biểu, bày tỏ tâm tư nguyện vọng của mình. Đồng thời, các đồng chí trong đoàn phát động 406, lãnh đạo xã Chư Né cũng đã ghi nhận, chia sẻ và giải đáp một số vấn đề được người dân Buôn Rô 2 quan tâm tại buổi phát động. Sáng ngày 9 tháng 8, Đoàn phát động 406 của huyện ủy Chromebook cũng đã tổ chức buổi tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tại Ekra, xã Chư Né. Tại buổi phát động, thành viên Đoàn 406 đã tuyên truyền tới bà con nhân dân Ekra các nội dung như công tác triển khai quy hoạch, một số chương trình dự án của huyện đã và đang thi công trên địa bàn xã Chư Né. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng đối với khu tái định cư số 1 và khu tái định cư số 3. Tuyên truyền về các chủ trương, chính sách khi nhà nước thu hồi đất và các hành vi vi phạm pháp luật đối với các dự án khu tái định cư số 1 và khu tái định cư số 3. Đồng thời đã ghi nhận và giải đáp một số vấn đề được người dân nêu lên tại buổi phát động. Sáng ngày 9 tháng 8, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh huyện Chromebook tổ chức khai giảng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 khóa 12 năm 2022.
Các nội dung được triển khai học tập là quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới. Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Nội dung cơ bản của các luật quốc phòng an ninh. Nội dung cơ bản của các luật quốc phòng an ninh quốc gia, an ninh mạng, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, lực lượng dự bị động viên, phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng, xây dựng quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới. Lớp học sẽ được diễn ra trong 4 ngày, từ 9 tháng 8 đến 12 tháng 8 năm 2022. Ngày 8 tháng 8, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Krông Búc tổ chức thành công lớp tập huấn công tác mặt trận năm 2022 cho cán bộ mặt trận cấp xã và trưởng ban công tác mặt trận thôn buôn trên địa bàn huyện. Tham gia lớp tập huấn, các học viên được Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện truyền đạt 3 nội dung chuyên đề, bao gồm vị trí vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội trong giai đoạn hiện nay. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp với cuộc vận động Ngày vì người nghèo, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Công tác cứu trợ, hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân và hoạt động của Ban Giám sát Đầu tư của Cộng đồng, một số nội dung công tác giám sát, phản biện xã hội theo quyết định 217 ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị. Thông qua lớp tập huấn này nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ mặt trận cơ sở, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ công tác mặt trận trong thời gian tới. Sáng ngày 7 tháng 8, đoàn xã Bưng Đờ Rang tổ chức giao lưu bóng đá thanh niên hè 2022, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em học sinh trong dịp nghỉ hè. Chương trình giao lưu bóng đá được tổ chức đã tạo được sự tham gia đông đảo của đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã Bưng Đờ Rang. Đây cũng là một trong những hoạt động hè do đoàn xã tổ chức nhằm tạo sân chơi đoàn kết gắn bó giữa các thành viên trong đội bóng, giữa các thôn buôn với nhau. Tham gia giao lưu bóng đá có 4 đội bóng là 4 cụm thi đua đến từ các chi đoàn thôn buôn với những hoạt động phong phú đa dạng được đoàn xã Bưng Rang triển khai trong dịp hè, đã góp phần giúp thanh thiếu niên rèn luyện bản thân, phát triển thể chất, tạo niềm vui, phấn khởi cho các em chuẩn bị bước vào năm học mới. Nội dung trên đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Krông Búc hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.